quý vị, quý vị nhớ dòm cái gương mặt của Thanh nha, rước vào trang điểm lợn mặt bơ như chị Thanh vợ chồng Thờ đang được chị gái trang điểm. Đừng ra mà lái xe không Thanh ơi, dòm dòm thở nè hả? Đúng rồi đó, đúng rồi, dòm lên trước nè. Đang được chăm đẹp. Không hát một bài nghe. Không muốn hát bài gì chú quên rồi. Gì nè? Nó chạy ra ngoài lộ hoài à. Giờ em là vợ quay qua đây nè chị. Dòm 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 chị Thanh Nguyễn nè, nó trời ơi, hát bài cháu ba nghe. Trời ơi, mới đẩy có hãm dài đường phấn hà mà nó đẹp nha. Vợ đẹp không anh Dũng? Nó kêu xa lộng lẫy. Kêu xa lộng lẫy hả chị? Lấy cái mồi vô coi, lấy cái mồi vô coi. Ờ tấm tức ở đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn canh có lâu không? Dạ. Đâu rồi, cái hộp cái nãy đâu? Hộp phấn đâu? Ờ kìa, đúng rồi. Làm cho nó luôn. Đó, này nè. Cho nó luôn hả? Ở trang điểm này là còn đang ẩn nha, chưa có xuất hiện mặt nha. Làm cho chồng luôn. Ủa. Chú làm cho chồng luôn không chị Thanh? Nó làm cho chồng luôn hả? Ôi, màu đèn màu gì vậy em? Màu gì đó, cam màu đèn tốt mà mệt quá vậy? Lỏng lẫy kêu xa. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Đúng rồi. Ồ, bữa nay chuyên nghiệp rồi nè, bữa nay biết. Ta mà hồng phấn mà nó màu kho thịt. Ủa thai luôn. Chào. Màu đất sét ha. Chúc em Trần nha. Ta trang điểm mấy mắt màu hồng phấn mà nó chú Kha nó màu kho thịt. Ý đó là nước màu không? Chút xíu cho con, chút xíu cho con ha. Đẹp quá chị Thanh ơi. Đá đá đồng nhiều quá rồi, đá đồng nhiều rồi. Ừ, bắt bắt rồi. Nhà có kéo một cá không? Nhà có kéo một cá không? Đừng có kéo một cá, con mượn chú hết tóc cho con luôn. Tôi chia ra trai điểm, tôi đây tặng tóc cho anh con. Cái này là tốt, tốt vợ chồng Thờ luôn hả? Tốt vợ chồng Thờ luôn. Đây là cha đổ vô cho. Chị Thanh vợ chồng Thờ đang trang điểm làm đẹp nha quý vị ạ. Trang điểm chuyên nghiệp thì ta dùng cỏ, còn cái này mình trang điểm nghiệp dư mình chơi tay không. Cái này mình còn hơn chuyên nghiệp nữa, mình dùng tay ha. Ồ đẹp quá rồi. Rồi sẽ ha, xong rồi đó đưa cái kiến cho Thanh coi nè. Nhìn không ra Thanh luôn. Vậy là bữa nay nè làm có tiền để trả cho thợ trang điểm không? Hả? Nè Thanh, Thanh ơi. Trời ơi con mê vô kìa. Ta đang đẹp mà. Giờ nó không có tiền đó, nó nấu cơm đãi ăn chừng. Ờ đúng rồi. Hồi nhớ đãi cơm nha. Nấu cơm đãi cho anh chịu không? Ha. Nó lớn lên. Chịu không? Ừ. Dạ. Trong sáng. Cái sự hồn nhiên á nó mới là vui. Nó tạo niềm vui. Xe con, xe con. Cái hồ trong sáng là cái Thanh bây giờ là cái người thờ giấy trắng rồi đó. Ừ. Mặc dù bác cái Thanh lớn tẹo lớn tuổi nhưng mà giờ cái tâm hồn như cái tiền. Ừ. Đó, đưa cái màu vô nổi bật rồi đó, hồng hồng nha. Ôi trời. Hồng hồng cho cái tâm lòng đó. Nó lộng lẫy luôn, lộng lẫy con bà bảy luôn. Trời ơi. Anh ở gần vậy. Lộng lẫy luôn. Lộng lẫy luôn. Nó chảy luôn. Nó chảy. Nó lấy con mà bảy luôn. Đó mẹ đẹp quá trời. Đẹp quá trời. Sang ti thì được. Sang ti còn này vợ chồng người ta sống chăm đặc vậy thì mình giúp thôi. Đúng không? Bữa nay cái vò đó chưa? Để tới đánh môi son. Đầu nó cơm cho chồng em. Trời ơi, rồi cái Thanh ơi, rồi con nấu cơm mà con niêm nếm, con mỏ con gì sao? Đâu, nếm mà cái mỏ vảnh vảnh à. Dính thì sao rồi, dính được ai? Không, cái này là cái mồi đẹp á. Trời ơi, coi kìa, coi cái mặt trang điểm vừa nghiêm nữa kìa. Trời ơi, đẹp quá, giờ không thể nói luôn à. Một lát con trang điểm xong á, rồi con quay qua anh Dũng hỏi, anh Dũng nhìn coi đẹp không nha con. Đó. Bây giờ nè trang điểm xong rồi phải đi diễn thời trang một vòng nha. Thời trang nha. Đúng rồi đó. Biết không chị dạ. Chị thì thanh kim mời em xem nha đó bây giờ ra sao. Ừ. Rồi quay qua Dũng nè, Dũng anh hãy nhìn đi. Đó. Anh nhìn thật sâu vào trong đôi mắt em, thấy gì chưa? Gẹn không? Gẹn không? Con mắt nó tròn đen cơ thôi. Anh dòm em kỹ đi.
Dũng nghĩ đi. Anh Dũng, anh hãy nhìn Thanh Đi Dũng, nhìn sâu vào trong mắt của Thanh Đi Dũng. Sâu có hai hạt cu ly. Quý vị ơi, mẹ mới nhảy lên. Ôm dạo đi anh Dũng, ôm dạo đi anh Dũng. Con đăng ký liền nè, bỏ tay luôn rồi. Thôi bà trang điểm đi nha. Giờ tới tôi hỏi nè, Dũng ơi anh Dũng. Tới giờ nãy trang điểm cho mẹ, giờ tới trang điểm cho con như quý khán giả. Đây là vợ chồng thờ sống với gầm cầu nha quý khán giả. Có lành mới cúp lên nhìn mặt sáng đẹp gái không quý khán giả? Trời ơi, gái nó đều quá. Bây giờ bữa nay là cái tiểu thơ này là trang điểm luôn nè, sâu luôn nè. Mắt lên đây. Rồi mắt thôi. Đi nghiệp luôn mẹ nữa không? Ở tháp 10 mình hỏi đây. Anh lại cho mẹ có hơi kém. Đây là tới phần con gái của chị Thanh trang điểm. Đẹp quá rồi. Bé tiền bé nhí nhảnh ghê không? Nhí nhảnh ghê là muốn mét ấp là như là tới con gặp cô thợ thì cũng chiều hết mất luôn. Rồi nhắm mắt thì trang điểm quái rồi. Chảy lên là bóng lưỡi luôn. Mắt ngay như vậy rồi. Bên kia có cục ghê. Rồi xong rồi tới anh Dũng trang điểm luôn nha. Cảm ơn Dũng rồi. Để lát chú Kha với chú Phương chạm mắt tóc. Để tóc đó. Là mượn cái kéo bằng cá lên hết. Ủa làm gì nhục? Làm như tết có gì nhục? Sạm. Sạm. Sạm nát luôn nha. Là luôn ra. Ủa chợ cắt ai gì nhục? Dạ, nhìn đúng không? Dạ, cảm ơn chị Thị nha. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Xin chào các bạn đang xem live của kênh nghiệp bạn. Tôi em đây các bạn nhớ chúng tôi đồng hành ở dưới để mình giao lưu. Các bạn ơi, tôi em đâu có đi giúp đi làm chuyện gì xấu xa đâu mà phải sợ dưới tàu lao này đó. Bé ngồi chịu ngồi yên để trang điểm luôn nha quý khán giả. Các bạn ơi nhớ comment lên để mình giao lưu nha. Mà thiếu mà làm mà đẹp hơn anh đó, anh chịu không? Chịu không? Anh ơi. Là quay cửa nhà để